tại nhà thân thương. Nhà thấy chiếc cửa mình chưa? Chiếc cửa nhà có hai cái bông mai này, nó nở sum xê hết nha cả nhà. Còn ở ngoài sau giường nữa, đây là hai cây ở chiếc cửa. Nay trời có gió cho nên mình đứng ở cửa sổ review ra thôi. Ba hồi có nắng, ba hồi thì nắng lặn vô. Tháng năm mà cũng còn lạnh như cả nhà. Là chủ nhật. Mình thấy hoa mai hồng của mình đẹp không? Đẹp rực rỡ luôn. Nó là một dàn cây xanh lá cây. Ở đây là hai cái bông, ở sau lưng hai cái bông thì cây dương liễu. Đó. Cây dương liễu nay cái lá nó sùm xề, nó lòng thòng nữa cả nhà. Xa xa nóc nhà đằng kia thì có con bồ câu. Nó một mình lẻ loi. Chim nó kêu sùm hết nha cả nhà. Nhớ Việt Nam quá cả nhà ơi, 4 năm rồi.
con chim sâu đó là mổ ở trong trong cái lỗ nhà mình như cả nhà, trong cái lỗ vách tường á, chim sâu nó bằng ngón ngón cẳng cái vậy, nó mới chui vô trong cái lỗ đó được. Năm nào nó cũng chui vô nó đẻ, đẻ xong năm nào cũng về đây đẻ hết, loại chim sâu á cả nhà. Hôm qua thì mình nói dự báo thời tiết bữa nay trời mưa, nhưng mà bữa nay nó không có mưa. Nó chật lắc, nhưng mà có nắng rồi nó kéo mây, cái có nắng cái nó kéo mây. Bông này thì cả nhà nhìn nó, cả nhà biết biết cái tên nó là tên gì không? Mình không biết tên cho nên mình đặt cây mai hồng. Cái bông của nó có năm lá y gan như cây mai vậy. Trời nay có gió nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy gió nó lung lay cành bông chưa? Bông thì nó rất là đẹp, nhưng mà khi nó tàn rồi á, nó rụng xuống sân á, đầy dẫy hết. Hoa nào rồi cũng tàn phai. Nào tới giờ mình không bao giờ mình tặng ai bằng hoa hết, không bao giờ mua hoa tặng như cả nhà, trừ ra mình mua mấy cái chậu hoa mình để ngoài sâm tre của ba mẹ mình thôi, còn ngoài ra mình không có tặng cho ai một một nhánh hoa nào hết. Tại vì sao cả nhà biết không? Hoa thì nó đẹp, nhưng mà trong vòng một tuần thì nó sẽ tàn héo đi rồi cũng vụt, chứ đâu có để giữ kỷ niệm hoài, đúng không? Cho nên mình muốn tặng ai một cái gì đó, mình mua một cái vật đó cho người ta, để người ta lúc nào người ta cũng nhìn thấy là người ta nhớ đến mình đó. Còn mình mua hoa tặng xong rồi cái nó héo tàn đi, cái người ta đem người ta giục thùng rác, người ta đâu còn nhớ đến mình. Còn mình mua món đồ đó người ta trưng trên tủ thì lâu lâu người ta nhìn tới và người ta cái này của chị Thanh tặng cho, lúc nào cũng nhớ tới kỷ niệm. Từ nào giờ nha, ở bên Pháp này chứ chưa bao giờ tặng ai một nhánh hoa để mua đồ kỷ niệm tặng, để người ta trưng vô tủ, lâu lâu người ta cứ xem và người ta nhớ đến mình. Còn mình mua hoa thì hoa tàn rồi thì dục. Cả nhà thấy cái bao hoa này hoa gì cả nhà biết không? Nó thơm lắm nha cả nhà.
Mình ở ngay cửa sổ nè, nó thơm bức lỗ mũi luôn á. Năm nào cũng có hết, không biết cái loại nó tên là gì mà nó thơm. Bông tí tẳng tăng tăng nè, màu xanh mà thơm lắm nha cả nhà. Thì thôi, cái video của mình đến đây thì mình xin kết thúc nha cả nhà. Chúc cả nhà ngày Chủ nhật vui vẻ và làm YouTube đại đại thành công. Ô ba cả nhà, I love you too much. Je t'aime, je t'aime.